Đây là Viên Đinh, một thanh niên otaku chính hiệu. Cậu vừa mới chuẩn bị đồ và đặt vé để đi xong thì liền hí hửng lên đường vì nơi cậu muốn đến chính là lễ hội anime. Lúc đang trên đường bước vào máy bay thì Viên Đinh đã đi xuyên qua một không gian và đột nhiên đến được một thế giới lạ hoác. Đã vậy còn suýt bị rồng kéo xe hút chúng, con người thì sử dụng phép thuật và còn biết bay. Có người còn cưỡi cả rồng khiến cậu vẫn nghĩ đây chính là lễ hội nhưng được đầu tư quá cao đột nhiên một con rồng liếm vào mặt khiến cậu nhận ra đây là thật và cậu đã xuyên con mợ nó không rồi với vốn kiến thức đồ sộ về icc nên viên đinh chỉ tốn hai ngày để hồi phục ý thức cậu cho rằng bản thân chính là nhân vật chính và sẽ sở hữu một núi hách và là kẻ vô địch viên đinh sau đó được một ông lão nhận ra là người từ thành phố khác đến nên đã đưa cậu đi đến học viện để đánh giá năng lực với trình độ tự tin cao ngút trời thì cậu đã tự cao bước đến và rồi viên ma thạch khổng lồ này đã phát ra một luồng ánh sáng trắng đang tự mãn thì hai cô gái đây muốn cậu ra về vì ma thạch này sẽ phát ra màu trùng với nguyên tố của mỗi người cậu màu trắng thì có nghĩa là không có gì nhưng họ kiểm tra lại thì thấy cậu vẫn có một chút nguyên tố màu xanh lá họ khuyên cậu nên về tập luyện cỡ chục năm gì đó rồi hãng quay lại mang tâm trạng buồn thiu viên đinh bất lực thì gặp lại được ông lão lần trước ông cho rằng không ai là vô dụng ở trên đời nên nếu cậu muốn thì có thể làm vườn với ông vì dù gì cậu cũng có chút năng lực hệ mộc viên đinh chấp nhận vì một phần cũng là để kiếm cơm Cậu học cách làm vườn từ ông lão và dùng năng lực của bản thân chỉ để làm hạt giống này mầm nhanh hơn. Cậu phát hiện có kẻ trộm hoa và rình xem thử thì bị phát hiện. Cậu bị họ dí bắt lại và dọa cho mém vãi ra quần, đem tâm trạng chán nản về nhà. Cậu hỏi ông lão liệu những người vô năng như họ sẽ luôn phải chịu tủi nhục hay sao? Ông không chắc vì ông đã dành nửa đời để du ngoạn và đã tìm ra được đỉnh cao sức mạnh, đó là yêu tinh. Yêu tinh có sức mạnh rất lớn và ông cũng tìm ra được cách để trồng ra yêu tinh. Đó là bằng hạt giống này. Ông đã thử nhiều năm nhưng chẳng trồng được nên cho viên đinh thử. Cậu nhận thấy trên này có chữ phong ấn bằng tiếng Hán nên đoán ra được cái này chắc chắn dành cho cậu. Cậu thử liên tục mấy ngày từ cách dùng năng lực cho đến lập đàn phép, bất lực nên viên đinh đành vác cả búa ra đập. Cậu nhớ ra cách hay xem trong phim là dùng máu để tế nên nhịn đau để lấy tí huyết từ tay nhỏ vào, nhưng nó chẳng có phản ứng gì khiến cậu bất lực. Tối đó, cậu vào rừng thì lại phát hiện đám trộm hoa lần trước nhưng lần này cậu biết được một sự thật kinh hoàng rằng cô gái này chính là một con quỷ hút máu, một tên ngu ngơ bị cắn nên tên con lại muốn trả thù. Có điều năng lực của một học viên thì chưa đủ đánh lại một con quỷ và cậu ta bị tóm lại, viên đinh hoảng sợ và lén lút bỏ chạy. Cứ nghĩ là đã an toàn thì cô ta xuất hiện ngay sau lưng cậu, cô ta dùng dây leo trói cậu lại và rồi xiên cậu một phát, cứ ngỡ đời đến đây là hết. Đột nhiên hạt giống của cậu đã nở ra một yêu tinh mạnh mẽ cậu nghĩ đây có khi là cơ hội của cậu và nếu yêu tinh này hỏi cậu có phải chủ nhân không thì cậu sẽ rất hạnh phúc nhưng cô lại muốn biết danh tính của người đã triệu hồi cô đến đây và đòi lấy mạng người đó cô đã tức giận khi thấy viên đinh sắp hẹo nên đã quyết định lấy mạng con quỷ kia và bù vào sinh lực cho viên đinh cậu tỉnh dậy và mừng rỡ khi bản thân còn sống và cô gái đây hẳn là yêu tinh nở ra cậu muốn cô nhận chủ nhân nhưng cô cho rằng bản thân cứu cậu là để có thể tự tay giết cậu vì những việc cậu đã làm Cô cho rằng chính cậu là người đã giam giữ cô suốt 10 năm nay, nhưng khi cô lao vào tấn công thì viên đinh dù bị thương nhưng lại không đau. Mà cô lại lại dính đòn ở đúng vị trí mà cô đã chém viên đinh. Cô cố mấy lần đều một kết quả nên một cô gái là viện trưởng của học viện đã tìm đến và cho biết cô càng cố tấn công thì bản thân cô là người lạnh hết. Cô cũng đưa cho viên đinh một cuốn sách về yêu tinh và muốn cậu thu yêu tinh về rồi cùng cô đi kiếm nơi trú ẩn tạm thời. Cậu đọc lệnh chú và thu được tinh linh vào sách và được viện trưởng đưa về nhà cô chú tạm. Cô cho biết yêu tinh từng là một tộc rất hùng mạnh cho đến một đêm, không biết vì lý do gì mà toàn bộ yêu tinh biến mất, cuốn sách cô cho Viên Đinh là thứ duy nhất ghi lại cách để điều khiển một yêu tinh. Cậu nghĩ là cô cho cậu nhưng cô chỉ cho nếu cậu chịu đi học ở học viện của cô và giúp cô tìm ra những con quỷ đang ẩn náu trong trường. Cậu vẫn rén nên cô hứa sẽ cho cậu thêm vài hạt giống nữa thì cậu liền cúi đầu nhận lời. Đêm đó, cậu nghiên cứu thử thì nhận thấy giữa chủ và yêu tinh phải thân mật thì mới mạnh lên đột nhiên một giọng nói vang lên khiến cậu hớn hở nhận ra đây chính là giọng nói mà một nhân vật chính phải có trước đây cậu không thể nghe là vừa chưa đủ trình giọng nói cũng cho cậu biết là cậu có thể tiến vào thế giới do một yêu tinh tạo ra vì yêu tinh vốn cũng từ con người tiến hóa thành nên có thể có chung ý niệm với con người tuy nhiên để bắt đầu sai khiến được yêu tinh của cậu lúc này phải đợi một ngày để hồi phục cuốn sách sau đó đã tự nhập vào điện thoại của viên dinh để thuận tiện sử dụng sáng hôm sau cậu đến học viện nhưng lại bị nhiều ánh mắt coi thường nhìn vào có tên đã ném ma thạch cho cậu nhặt nhằm dụ cậu để lộ việc năng lực yếu kém, nhưng cầm lên thì ma thạch sáng rực hai màu mộc thủy. Nó còn lớn đến mức ma thạch chịu không nổi mà vỡ tan. Cậu thấy thời tới nên chạy đến gạ gẫm một cô gái và tình cờ hơn khi đó lại là hoa khôi của trường. Đúng là một bước từ đáy lên đỉnh xã hội. Cậu đã đi hỏi thử cuốn từ điển thì nó cho biết lý do là vì cậu đã hấp thụ linh lực của quỷ nên mới có song hệ. Thêm vụ mê hoặc là cũng nhờ con quỷ mà ra. Cậu ở trường thì được gái thăm hỏi liên tục nhưng đến tiết học thể chất thì bị thầy ép chạy cho đứt hơi thanh niên ghen ghét với viên đinh còn yêu cầu thầy cho được tỉ thí với viên đinh một trận cậu bắt buộc phải đánh nếu không sẽ bị xem là không nể mặt thầy chuẩn bị đấu thì đột nhiên một người là công chúa an kỳ đến xem đi cùng cô là cận vệ lạc nhật người được cho là có thể một mình đấu lại cả một con rồng trận đấu sau đó cũng đã được bắt đầu tên kia tung liên tục mấy đòn gió về phía viên đinh cậu vẫn đỡ được mà không có thương tích gì Yêu tinh muốn cậu chịu gọi cô ra chiến đấu thay vì đằng nào cô cũng là người chịu đòn. Nhưng cậu muốn tự chứng tỏ thực lên nên đã từ chối. Cậu tập trung ý lực và tung một trường hệ mục vào tên kia. Nhưng khi mở mắt ra thì cậu lại thấy xung quanh là quang cảnh đổ nát. Và sau lưng cậu chính là cô gái yêu tinh kia. Cậu đã đưa cô đi chữa trị nhưng rồi lại bị mấy tên buôn nô lệ đuổi theo đánh đập. Khi cậu tỉnh dậy, từ điển cho biết cậu đã vào được không gian châm trí của yêu tinh. Thứ cậu vừa thấy chính là một phần ký ức của yêu tinh có nghĩa đó chính là điều mà yêu tinh của cậu, Mạc Phi đã trải qua. Cậu đã gọi cho Mạc Phi để hỏi thì cô trách vì cậu không gọi cô ra chiến đấu, nhưng cậu không muốn xem cô như đồ vật nên chỉ cho cô ra đấu nếu cô thực sự muốn. Đột nhiên có hai cô gái tìm vào đây và tìm thanh niên đối thủ của cậu ở bên kia. Hai cô gái này đã cho thanh niên kia một gói phục vụ khiến viên dinh ghen tị. Nhưng Mạc Phi cho biết hai người kia là quỷ thật khiến cậu chỉ dám im mùng khi kẻ xấu số giường bên đã bị hút cho thành xác khô. Hai người này tính qua sử nốt cậu thì chỉ huy của chúng đến ra lệnh chuẩn bị vì đêm nay sẽ hành động. Cậu không biết tại sao xui xẻo cứ bám lấy cậu nhưng trước tiên thì có thực mới vực được đạo. Đang định ăn thì cậu nghe thấy tiếng động ngoài cửa nên lo lắng. Cậu chạy ra cửa rình và đấm một phát ra ngoài. Ai rè người đến lại là An Kỳ. Cậu lo bản thân sẽ phải chịu trận nhưng An Kỳ không hề có hộ vệ đi theo. Cậu đành đưa cô vào nhà và ngủ tạm. Khi tỉnh dậy cô nghĩ viên đinh đã làm gì bậy bạ nên mới đập cậu một trận cậu đành lấy mì ra để tạ lỗi và cô chấp nhận cái vèo cậu giờ mới suy nghĩ về vụ binh lính và nghi ngờ là liên quan đến việc cậu nghe ở phòng y tế đột nhiên an kỳ nhận thấy có người đến cậu đã giấu cô đi vì hai con quỷ đã tìm đến nhưng chúng dùng mũi để dò ra được vị trí của viên đinh nhận thấy tình thế không ổn nên cậu đã cho dây leo trói chúng lại và rồi trốn ra ngoài với an kỳ cậu muốn cô đi trốn và chỉ cần không để bị bắt là cậu sẽ thưởng cô một ly mì cậu đã dụ hai con quỷ đi hướng khác và rồi gọi mặc phi ra Cô tung đòn và hai con quỷ và rồi lập ra một kết giới khiến chúng không thể thoát ra. Đang chuẩn bị cho chúng xuống địa ngục thì tên cận vệ lạc nhật phá tan kết giới xông vào. Hắn ta chém luôn hai con quỷ vì quá vô dụng. Từ điển cho rằng mặc diệp với mức độ hiện tại sẽ khó để đánh lại lạc nhật. Nhưng Mạc phi không sợ vì cô sẽ thắng để trả thù cậu. Tình thế trước mắt vẫn khá khó. Từ điển cho biết cách duy nhất để gia tăng chiến lực bây giờ chỉ có tăng mức độ thân mật với cô. Có hai cách gia tăng là giao tiếp hàng ngày hoặc vào lại không gian ý thức kia cậu muốn vào nhưng giờ năng lượng của cậu không đủ. Đột nhiên An Kỳ chạy đến và cho biết cô có thể truyền năng lượng cho cậu, cô cũng thấy tên địch phía trước khá quen. Lạc Nhật hơi mất bình tĩnh nên đã quay sang nhắm vào viên đinh, cậu đã lừa An Kỳ nhắm mắt và truyền năng lượng cho cậu. Đổi lại thì vẫn là mì, cô đã bắt đầu dùng phép, Lạc Nhật thì đánh bay được Mạc Phi nên muốn tấn công thẳng vào viên đinh. Vì để bảo vệ cậu nên cô đã lấy thân mình hứng thay. Cậu lúc này đã vào được tâm thức của Mạc Phi và định cảnh báo cô khi có tên định đánh lén nhưng cậu hoàn toàn vô hình trong mắt cô chứng tỏ là cậu đã có tồn tại ở không gian này mặc phi đã đi nhận thù lao và vô tình gặp được viên đinh ở không gian này cô muốn mua lại thanh kiếm thì cậu không bán viên đinh bị sốc khi bản thân lại có một người giống ý đúc như này mặc phi lúc ở nhà thì có nghe thấy việc viên đinh rất thân với trẻ con vì chúng rất thích nghe cậu đàn trong một lần ra ngoài cậu bị một đám giang hồ đánh đập vì bảo vệ cho bé gái này mặc phi thấy bất bình nên đã vào tương trợ và được cậu trả ơn bằng cả thanh kiếm nhưng cô chưa từng được ai tặng điều gì với cả kiếm ở đây cũng quý nên cô sẽ nhận nó như một vật trao đổi nếu sau này cần thì cứ gọi cô sẽ đến giúp dẫu là vậy nhưng viên đinh thật lại thấy kẻ này rõ ràng là giả mạo cậu vì hẳn rõ ràng là đã điều tra mặc phi và ngồi sẵn ở đấy với con mèo để dụ cô đã vậy còn cố thân với con nít và biết chơi đàn toàn mấy thứ mà con gái sẽ thích trên hết là cậu còn cho cô một thanh kiếm quý một sát thủ như mặc phi sẽ rất thích chưa kể là còn đẹp trai nên chắc chắn là toàn bộ chỉ để lấy lòng cô. Quay lại ngoài kia, An Kỳ đã sắp hết năng lượng, còn cuộc chiến của hai kiếm sĩ cũng dần đến hồi kết khi Lạc Nhật luôn nhắm đến Viên Đinh, cô một lần nữa lấy thân ra chắn và dùng máu của bản thân chói chặt hắn ta lại. Lạc Nhật cho rằng bỏ mạng vì Viên Đinh rõ ràng không đáng, nhưng cô cho rằng nếu bản thân chết thì sẽ được giải thoát khỏi sự cầm tù này, vì trước đây cô cũng không nỡ ra tay với cậu. Viên Đinh vẫn cố đuổi theo tên giả mạo mình để mắng chửi hắn nhưng khi mặc phi đi mất thì tên kia cũng đã quay lại hỏi cậu chửi đã chưa cậu biết chính xác là nên này thấy cậu và hắn cho rằng mặc phi là nữ chính trong trò chơi này nên hắn có quyết tiếp cận cô viên đinh biết rõ tên này đã nói chúng tim đen nên chẳng thể cãi lại vì phần nào trong cậu vẫn xem đây là trò chơi còn mặc phi là nữ chính viên đinh giả sau đó đã tìm đến nhà mặc phi thì bị cô lấy kiếm kề lên cổ vì trước đây chưa từng có ai đến gõ cửa phòng cô hắn nói là đến để đưa cô ít đồ ăn nhưng việc bị cô vật xuống đã làm đồ ăn rơi hết nên hắn đã ra về. Mục đích sau cùng vẫn là để cô thấy tội lỗi mà thay đổi suy nghĩ. Hắn đã tâm sự với Mạc Phi về việc bản thân là một người hát rong và rất thích khung cảnh cánh đồng hoa bỉ ngạn ở một dinh thự cũ gần đây. Hắn muốn cô đi cùng đến trốn bồng lại tiên cảnh đó sinh sống. Tôi nhấn mạnh là bóng lai like tiên cảnh. Viên Đinh nghe thì thấy quá đỗi khó chịu vì thứ đấy có gì mà đáng gọi là trốn bồng lai. Like. Ngày hôm sau, Mạc Phi đã đi làm nhiệm vụ ám sát nhưng gặp viên đinh giả thì cô đã giấu kiếm đi vì không muốn để hắn thấy mặt tối của cô lúc về nhà viên đinh giả đã làm đồ cho cô ăn viên đinh vẫn cố mắng chửi đủ thứ nhưng gần như chỉ toàn là vô dụng mặc phi muốn biết hắn có ghét giết chóc hay không thì ai cũng ghét cả nhưng để sinh tồn thì không còn cách nào khác mặc phi nhớ lại lúc nhỏ khi cô được một người liều mạng bảo vệ tiếc thay khi đó là viên đinh mà cô hiện tại không thể thấy viên đinh vẫn rất cay vì chẳng thể làm được gì Mặc phi sau đó đã đi nhận nhiệm vụ thì chủ thuê nhận thấy lời đồn về việc cô đã bắt đầu biết yêu là thật. Ông ta khuyên cô nên tránh xa bởi sẽ có một ngày cô sẽ bị người cô yêu hại đến tính mạng. Cô đã mua hai vé đi xem hoa bỉ ngạn để cùng đi xem với viên đinh giả và cũng quyết định sẽ rời khỏi nơi này để đi cùng hắn. Một vài ngày sau, cô đã dọn đồ để chuẩn bị rời đi thì gặp hai tên chạy ra khích đều cô và cả về người mà cô yêu quý. Nhưng nhận ra đã lỡ mồm thì chúng dập đầu xin lỗi nhưng cô không trách phạt mà bỏ qua khiến chúng thấy cô đúng là thay đổi quá nhiều cô đã đến ngọn hải đăng nơi hẹn với tên viên đinh giả nhưng cô chờ ở đây suốt ba ngày ba đêm thì hắn vẫn không đến viên đinh bất lực khi nhìn cô ngồi một mình nơi đây dù cậu có nói gì cô cũng không nghe đến ngày hôm đó ông chủ của cô đã tìm đến và cho biết từ khi cô giải nghệ thì đám vùng bên đã sang đây để cướp bóc và tấn công đột nhiên một quả đạn pháo bay đến thôi tung ngọn hải đăng địch cũng đã bao vây dưới kia cô nghĩ viên đinh giả đã bị bắt nên liều mình lao xuống quyết chiến và hạ được phần lớn quân địch để cứu cô bé mà viên đinh giả từng cố bảo vệ nhưng khi cứu được thì cô lại bị chính cô bé kia đâm lén và kẻ sai khiến nhỏ chính là kẻ mà cô thầm thương bấy lâu nay cô vẫn chưa dám tin nhưng hắn lại hiên ngang đứng giữa lòng địch thì cô đành phải chấp nhận sự thật rằng bản thân đã bị trêu đùa cô gắng gượng đứng lên và lao về phía hắn thì bị kẻ khác giữ lại cô thề sẽ lấy bằng được cái mạng của hắn thì đột nhiên mọi người xung quanh biến mất và chỉ còn hắn trước mặt cô Mặc phi cầm kiếm lao về phía hắn thì yêu tinh của hắn đứng ra cản lại. Cô chém đến gãy kiếm thì cũng chẳng thể chạm vào người hắn. Hắn đã cho cô lựa chọn, một là chết hai là trở thành yêu tinh và bị phong ấn vào trong thứ này. Cô chọn cách hai và rồi bị hắn trói vào dàn dây leo gai, chỉ cần cô vượt qua là sẽ thành yêu tinh. Viên đinh tức giận lao đến hắn nhưng chẳng thể chạm vào, cậu cho rằng việc này quá là tàn nhẫn. Nhưng hắn cho rằng bản thân với viên đinh là một nên cậu nghĩ gì hắn đều biết và hắn cũng chỉ giống như cậu vì khi chơi game thì cậu sẽ chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của nhân vật trong game hắn cho rằng khi cậu mạnh được như hắn thì suy nghĩ của cậu cũng sẽ như này nói xong thì hắn bỏ đi và từ điển cho cậu biết tên kia là mảnh linh hồn của cậu còn sót lại trong không gian này cậu cố cứu mặc phi nhưng chẳng có đủ sức mạnh để làm cậu nhận ra việc giải phong ấn cho cô lần trước là nhờ việc cậu bị đâm cho nên giờ cậu muốn làm lại điều tương tự từ điển cho rằng nếu cậu thất bại thì sẽ không thể trở lại cậu bị lưỡng lự và rồi không đủ can đảm để làm vùng không gian này cũng sắp sụp đổ nên cậu đã quyết định sẽ làm đàn ông một lần trong đời cậu đã leo lên chỗ của mặc phi cậu thừa nhận bản thân giống như bản thể kia đã nói nhưng cậu vẫn sẽ cố làm điều tốt nhất và lấy từ cô một nụ hôn để đủ dũng khí mà ngã xuống mảnh còn lại của thanh kiếm cậu thành công giải thoát được cho mặc phi và còn cho cô thấy được những điều cậu đã cố làm suốt thời gian qua mặc phi biết cậu không phải là kẻ cô cam thù nhưng lại làm đến nước này vì cô Cô biết bản thân đã thích viên đinh nhưng nó sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu cậu đã chết. Cô xin cậu tỉnh lại thì một lúc sau cậu cũng tỉnh thật. Cô rút kiếm ra và cho rằng cậu bày trò trêu cô. Nhưng đúng là cậu đã chết và may mắn được năng lượng từ An Kỳ nên mới còn giữ được mạng. Cậu thành công chinh phục được Mạc Phi và muốn cùng cô trở lại ngoài kia và nợ nần gì thì sẽ cùng giải quyết sau. Vừa ra ngoài, cậu đã để An Kỳ đi nghỉ còn bản thân biết giờ là lúc để bật hách lên cậu đã hợp nhất với mặc phi và có bộ giáp với chẳng có gì ngoài dây leo quấn lấy khắp người nhưng sức mạnh tốc độ thì gia tăng đáng kể khi một đấm đã khiến lạc nhật bay cả chục mét cậu lao đến tung cú hai thì bị hút nên đã cho dây leo ra tấn công cả hai sau đó đã lao vào nhau và tung hàng loạt đòn vào đối phương viên đinh muốn tung chiêu thức mạnh nhất cho lạc nhật thấy thì từ điển khuyên cậu làm lẹ vì sắp hết thời gian cậu lao vào tung luôn một cú và rồi bị tách ra cậu nhận thấy tên lạc nhật giờ nhì không ra người nữa cậu cũng có được hảo cảm cực cao với Mạc Phi nhưng lại lỡ cầm vào sừng cô nên bị cô đấm cho một trận. Viện trưởng sau đó tìm đến và đưa cho cậu mấy hạt giống còn lại như đã hứa, cô cũng sẵn sàng giải quyết chuyện ở đây thay cậu nên cậu cũng tranh thủ té luôn. Viện trưởng dặn thêm là cấm cậu kể ra chuyện ở đây cho ai nếu không muốn bị trừng phạt. Cậu nghe răm rắp và rời đi trong khi hiệu trưởng lại trưng ra một bộ mặt nham hiểm. Sáng hôm sau, cả An Kỳ lẫn Mạc Phi đều sẽ gia nhập vào lớp mà Viên Đinh đang học cậu lúc này đang ngủ gục vì đêm qua làm quá nhiều thứ mà chẳng có thời gian ngủ vừa tỉnh dậy thì hai cô gái đã ngồi hai bên họ đều cho rằng cậu tối qua chơi với họ mà không ngủ khiến cả đám con trai hiểu nhầm và truy sát cậu bằng được cậu trốn được và bắt đầu việc chính mà bản thân phải làm cậu đã vào thư viện và nhờ thủ thư kiếm giúp cậu vài cuốn sách về thực vật và hạt giống cô tìm được năm cuốn và cho cậu chọn hai vì trình cậu chủ đủ học ngần ấy cậu hí hửng mang về để học cách trồng hai hạt giống mà viện trưởng cho nhưng từ điển cho biết hại giống yêu tinh khác với mấy loại hạt khác nên mớ này gần như vô dụng nhưng cuốn từ điển thực vật này thì xài được từ điển đã ăn đi cuốn sách và rồi thăng cấp và mở khóa kỹ năng mới cô có thể giám định được hạt giống và nói ra được cách để mở phong ấn cậu đã giải hạt giống và tạo nên một hồ hoa sen rồi thả hạt màu hồng xuống cái màu xanh thì cậu cứ để trên mặt đất để hấp thụ ánh trăng cậu đã chờ mấy ngày liền nhưng chẳng có gì xảy ra trong lúc đó lạc nhật vẫn còn sống và trở về báo cáo với chủ nhân tên này cho rằng việc hắn gài lạc nhật vào làm tay trong và rồi dần khiến hoàng thất tàn sát nhau và hắn thì chỉ cần xử lý an kỳ kế hoạch rất tốt mà vẫn thất bại nên lạc nhật đã cho hắn biết về vụ có yêu tinh truyền thuyết tham gia hắn nghe lọt tai nên quyết định sẽ bất chấp tất cả chỉ để bắt yêu tinh về chủ của yêu tinh thì cứ giết thẳng viên đinh lúc này đang ngủ quên thì đột nhiên từ điển gọi cậu tỉnh giấc hạt giống dưới hồ đã tỉnh giấc và nhanh chóng mọc lên một cây hoa yêu tinh của hạt giống thì nằm trong bông hoa sen cô ta nhận ra viên đinh nên đòi lấy mạng cậu cậu rén ngang và muốn mặc phi giúp nhưng cô muốn ai chồng thì người ấy chịu cô gái yêu tinh đã lao lên buộc mặc phi phải thật sự ra tay thế nhưng đúng lúc này thì hạt sống còn lại cũng nở ra cô gái yêu tinh còn lại cũng xuất hiện và cả hai yêu tinh này cùng là chị em yêu tinh xanh nhớ lại năm xưa từng được viên đinh dặn là khi gặp lại phải chào theo cách này nên hai chị em đã cùng làm khiến viên đinh đứng hình nhưng nhìn vẫn khoái nên cậu chảy máu mũi và bị kiếm kề ngay cổ cậu tạm thời thu hai cô gái vào từ điển đêm hôm sau viện trưởng đã gọi viên đinh đến văn phòng và cho biết là cậu sắp chết cậu chưa hiểu gì thì viện trưởng cho biết tên cận vệ lạc nhật đã bỏ trốn được và hiện đang quay lại để lấy mạng cậu an kỳ cũng như là cả cô cậu hỏi cách thoát khỏi tình thế này thì cô cho rằng cậu nên rời khỏi trường và mang cả an kỳ theo họ vừa ra đến cổng thì thủ thư đã nhờ viên đinh khi đi trên đường thì hãy kimd một vài cuốn sách để bổ sung cho thư viện cô đưa cậu một cục đá phép thuật và khi cậu kiếm được đồ mới thì hãy dùng cục đá này như vật chuyển đổi và cô sẽ trả lại cho cậu những trang bị tốt ai nấy sau đó đều tạm biệt viên đinh và hóng chờ ngày cậu trở về đang đi trong rừng cậu thắc mắc vì không thấy liên xương và nguyệt đàm đâu an kỳ cho biết họ đã đi trước vì phía trước có một cái hồ cậu háo hức chạy đến và an kỳ cũng chạy theo nhưng vừa ra khỏi rừng thì hồ đâu không thấy chứ cả hai thì chạm mặt một con rồng nó thấy thích thú với yêu tinh nên muốn viên đinh giao ra nó gọi bản thân là Hỏa Long huyền thoại và nó nghe tin về việc con người có yêu tinh nên đến đọ sức nhằm chiếm đoạt yêu tinh về bản thân. Nguyệt Đàm không thích vì nó đã phá hỏng việc cô và em gái ngắm cảnh, nhưng Viên Đinh muốn cô để bản thân xử lý. Cậu khoe rằng bản thân đã đánh bại cả hiệp sĩ cấp 8 khiến con rồng rén vì nó mới cấp 3, nó chỉ tính đến hù rồi cướp yêu tinh về dâng vua lấy tiền. Nhưng Viên Đinh vẫn cố tôn trọng con rồng và khiêu chiến nó cậu cùng con rồng đuổi nhau quanh rừng và sau đó thì dùng phép chắn chắn các thứ và cuối cùng là rút xuống hồ, hai bên khiêu khích nhau vì một bên thì không dám lên còn bên kia thì không dám xuống. Cậu quyết định dùng dây leo kéo nó xuống, vì dây rất bền nên nó đành chịu thua. Cậu đòi nó trả cậu gì đó vì thua cuộc, nhưng cậu biết thừa là nó không có tiền. Con rồng cho rằng sự vô tư của cậu rồi sẽ có ngày khiến cậu phải trả giá và rồi bay đi, nó cũng cho cậu một cây sáo và nếu cần thì gọi và nó sẽ đến tương trợ. Cả nhóm sau đó đã đến khách sạn và được tiếp tân đây giới thiệu chi tiết về khu du lịch quanh hồ này. Mỗi đảo sẽ có một dịch vụ riêng, viên đinh không để tâm lắm mà muốn thuê phòng trước. Tối đó, An Kỳ thấy chán nên hướng dẫn viên đã kể cho cô nghe truyền thuyết về cái hồ này. Trước đây, hồ này có rất nhiều lá sen lấp đầy đến kín mặt hồ. Cho đến một đêm toàn bộ lá sen đột nhiên héo úa, không ai biết lý do là gì. Đột nhiên liên xương chẳng nói chẳng rằng đột nhiên bỏ đi mất, An Kỳ thì đã ngủ say cậu đi hỏi liên xương lý do cô đờ đẫn cả ngày nay thì cô cho rằng việc này không liên quan đến cậu cậu cho rằng cô là yêu tinh của cậu nhưng cô vốn không hề ưa viên đinh mà chỉ cho qua vì em gái thích cậu cậu không biết là đắc tội cô hồi nào nhưng cô cũng không nhớ mà chỉ có cảm giác là phải xử cậu cậu nghĩ là cô có ký ức gì đó với nơi này đột nhiên cô có lại vài hình ảnh từ ký ức và đổ lỗi cho viên đinh vì khiến cô nhớ lại cô tấn công cậu thì bị phản nghịch đột nhiên có ba tên tìm đến để cướp yêu tinh chúng muốn câu giờ cho lạc nhật làm chuyện khác hai yêu tinh còn lại cùng tìm đến cậu cũng gọi luôn rồng đến cậu muốn nó xử ba tên kia nhưng nó đòi một yêu tinh để chiến đấu nên cậu biết ngay bản thân đã bị lừa ba cô gái đã lao đến chọn đối thủ còn con rồng lại đuổi theo cậu tinh số cậu đành chạy xuống nước và dùng dây leo kéo nó xuống nhưng lần này nó khè lửa để cậu cháy trước khi nó bị kéo xuống cậu đã lặn xuống và dặn các cô gái không cần lo vì cậu đã có cách cậu cố dây leo vào một tảng đá để kéo cả con rồng xuống nó cố chống cự nhưng nhờ vậy mà viên đinh thấy một vòng phép gì đó dưới này. Cậu bị hút vào buộc Mặc Phi phải nhảy xuống tìm. Nguyệt Đàm vì đỡ cho chị gái để rồi bị thương khiến Liên Xương tức giận bùng phát đến độ một cân ba cũng nổi. Mặc Phi cũng quay lên hỗ trợ buộc chúng phải cố câu giờ và hy vọng Lạc Nhật đã làm xong. Hắn lúc này đã tìm đến nơi của An Ki và định ra tay trừ khử cô. Trong lúc đó, viên đinh đã rơi vào một không gian khác. Cậu gặp lại bản thân ở phiên bản kia, nhưng hắn chỉ đến thông báo rằng trò chơi mới đã bắt đầu cậu gặp lại liên xương và cô thấy cậu bị thương thì liền lấy đồ đến băng bó cho cậu băng bó xong thì cô cũng ra về viên đinh kia muốn cậu hỏi tên cô thử thì cậu cũng đành hỏi thì cô nói cô là liên lạc cậu vẫn chưa hiểu gì thì bản thân cậu cho biết đây là phần ký ức mà cô đã vứt bỏ nên mới có sự sai lệch hắn muốn viên đinh phải nghe hắn nếu muốn thoát ra vì từ điển cũng không có đây để hướng dẫn cậu cậu không muốn xấu xa như hắn nên hắn đã hoán đổi vị trí của cả hai và từ giờ cậu sẽ là kẻ vô hình viên đinh kia đã tiến đến cái cây gần đó và tung một đấm khiến con hỏa long rơi xuống nó chính là con hỏa long lúc bấy giờ hắn đe dọa hỏa long và bắt nó đi điều tra liên lạc nếu không sẽ làm thịt khiến nó rén ngang sau một lúc thì con rồng biết được liên lạc có tính tình ra sao và làm việc ở đâu quan trọng nhất là cô đang kiếm thuốc chữa cho em gái biết được mớ thông tin thì hắn đã lên đường đi hẹn hò còn con rồng thì thả đi hắn đã đến tìm liên lạc và cô không hề nhìn ra được cả hai Hắn có hỏi nơi cô định đi và ngỏ lời muốn đi chung giúp cô hái thuốc chữa cho em gái vì hắn cũng biết kha khá loại thuốc. Cả hai đến hang động chứa loại thuốc quý, con rồng cũng đã rình rập ở đây. Cả hai đang định hái loại thuốc phía trước thì viên đinh giả đã chỉ ra rằng đây là đuôi quái thú còn thuốc là ở kia. Cô tự mình chạy đến hái thì con rồng đã đánh thức con quái vật khiến nó làm đá rơi xuống liên lạc. Viên đinh chạy đến cứu thì viên đinh giả đã làm trước cậu. Cô vẫn dướn lên lấy cây thuốc rồi mới chạy đi viên đinh giả có cách để đối phó thì cô đã kéo hắn đi đi giữa đường thì viên đinh giả muôn dừng lại nhưng cô nhất quyết không buông cô không muốn có ai khác vì cô mà bị thương cả hai chạy đến vách núi và liên lạc đã lấy một cây gậy để đối phó với con quái nhưng cô lao lên thì cũng vô ích buộc viên đinh giả phải cứu cô và đưa cô sang bên kia vách đá cô đã ngất đi còn viên đinh giả đã quay lại xử lý con quái cậu nhận ra hỏa long là đứa bày trò nên gọi nó đến và không trách tội nhưng sút nó xuống núi và bắt hái một loại thảo dược dưới đó lên đây khi liên lạc tỉnh dậy hắn đã trả lại thuốc cho cô và còn đưa cô thêm một loại thảo dược khác ngày hôm sau cả hai gặp lại và hắn muốn biết cô thấy sao về bản thân hắn cũng biết một cách để cứu em gái cô nhưng cách đó đòi hỏi cái giá rất đắt cô suy nghĩ một lúc thì cũng đã đưa ra quyết định tối đó lúc cô trở về nhà gặp em gái thì viên đinh nhận ra có một liên xương khác ở đây hẳn đây mới chính là liên xương ở thực tại sáng hôm sau Hắn bám theo liên xương và cố ý mở lời nói ra việc bản thân thích cô và rồi cũng biết cả việc cô thích hắn. Hắn cô nói ra hết khiến liên xương chạy đi, nhưng đây cũng là có ý đồ vì hắn biết đấy là em gái liên xương giả thành. Viên đinh chửi hẳn là đồ vô liêm sỉ một chân đạp hai thuyền. Nhưng hắn biết kịch hay giờ mới bắt đầu, tối đó. Liên Sương đã giấu chuyện với chị cô và cho rằng liên lạc có khi là đang từ bỏ hạnh phúc của bản thân vì cô nhưng cô vẫn muốn chắc chắn liệu viên đinh có hợp với chị mình hay không nên sáng hôm sau cô lại mò đi tìm viên đinh và thấy hắn đang ngủ ở giữa bãi cỏ cô định đưa tay bắt con bướm thì bị hắn túm lại hắn sau đó đã thả ra và muốn cùng cô đi thuyền chơi một chuyến hắn biết chuyện của liên sương trước đây rằng cô và chị gái đã ra hồ chơi và rồi té nước và nhiễm phong hàn và giờ thì bị khó đi lại hắn cũng dự định sẽ tỏ tình ngay hôm nay khiến liên sương bị bất ngờ nhưng bệnh của cô càng trở nặng hơn và liên lạc cũng đã ngồi ở thuyền gần đó và rồi quyết định vẫn sẽ hy sinh để hoàn thành phương thuốc chữa cho em gái liên sương tỉnh lại thì cô đã ở nhà nên nghĩ rằng việc bản thân được tỏ tình chỉ là tưởng tượng và chị gái vẫn an toàn ở đây vài ngày sau liên sương lại đi gặp viên đinh và nhận thấy bản thân không còn thời gian cô cũng không giả vờ làm liên lạc nên muốn hỏi cái giá phải trả cho phương thuốc là gì thì nó yêu cầu một lượng lớn máu từ người thân và nếu hiến thì sẽ khó có thể sống nổi cô đã trở về nhà đêm hôm đó và vẫn giấu đi việc bản thân đã biết về phương thuốc cứu chữa. Viên đinh giả thì mới kiếm ra được một loại thảo dược mới và chờ cho màn cuối cùng. ở ngoài kia, lạc nhật đã định xuống tay thì an kỳ có lớp bảo hộ. cô tỉnh dậy và vẫn thản nhiên chạy đến ôm lấy lạc nhật mà không hề nghi ngờ gì. cô đã nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài nên kéo lạc nhật đi chung. ba yêu tinh lúc này vẫn đang mệt mỏi để chiến đấu với ba tên này như lạc nhật và an kỳ chạy đến hắn lao đến tấn công ba yêu tinh và an kỳ vẫn nghĩ hắn quá ngốc nên đánh nhầm tuy nhiên hắn không nhầm vì người hắn cần giết là cô quay lại với viên đinh cậu phải nhìn viên đinh giả và liên lạc giả vờ vì họ biết liên xương đang ở gần nghe lén liên lạc đã cố dùng lời lẽ cay độc với ý muốn bỏ rơi em gái để khiến liên xương căm ghét và sẽ không buồn khi cô ra đi tối đó liên xương nhớ lại lời chị gái đã nói thì liền mất bình tĩnh mà lấy dao đến gần liên lạc và định ra tay với cô nhưng tâm trí cô không cho phép bản thân xuống tay nhưng liên lạc đã biết và quay lại tự đâm bản thân và cho rằng đây là cách duy nhất để cứu em gái cô muốn liên xương đưa cô đến đầm sen để viên đinh chữa trị liên lạc đã dùng những giây phút cuối để căn dặn em gái nhưng liên xương cũng chẳng còn thiết sống nếu chị gái không còn cô đã tự mình đưa liên lạc xuống nước và thỉnh cầu thần linh viên đinh giả đã dùng năng lực và cho cô lựa chọn để trở thành yêu tinh cô chấp nhận vì chỉ để được gặp lại chị gái nhưng quá trình biến đổi thất bại và chỉ mỗi liên xương thành yêu tinh cô đã tự phong ấn ký ức và rồi một phần ký ức của cô đã khiến cô tự xem bản thân là một người chị gái như liên lạc viên đinh tức giận vì hắn chỉ xem những yêu tinh như trò chơi và bất chấp thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích cậu cho rằng họ cũng đều là con người và có cảm xúc riêng nên hắn không có quyền tước đi nhưng cậu không đủ sức mạnh để đấu lại chính bản thể của mình hắn cho rằng cậu thay vì cứ chơi đùa với hắn ở đây thì nên tìm cách thoát ra bởi mặc phi và những người khác đều đang gặp nguy ngoài kia hắn sau đó đã bắt đầu lại mọi thứ và lần này hắn muốn xem viên đinh sẽ làm như nào để thay đổi cái kết cậu được quyền kiểm soát và lại gặp được liên lạc và rồi cùng cô đi hái thuốc ngày qua ngày tuy không sử dụng sức mạnh hơn người nhưng cậu vẫn luôn tận tình giúp đỡ cô nhưng liên lạc vẫn bất lực trong việc cứu giúp liên xương cậu cố an ủi cô bằng mấy cách khoa học hơn nhưng cô đều đã thử qua hết và luôn tự an ủi bản thân rằng một ngày nào đó sẽ có cách để chữa trị cô rất muốn tin lời cậu là sẽ có cách Cô đã nghĩ đến cách dùng máu kia thì Viên Đinh đã lén tìm đến nhà gặp Liên Sương và nói ra việc chị cô đang mạo hiểm tính mạng để làm thuốc và muốn cô bằng mọi giá phải ngăn liên lạc lại. Thấy cậu tốt với hai chị em cô nên Liên Sương nhất định sẽ nói chị mời cậu đến ăn một bữa hai ngày sau. Liên lạc thấy em gái cô rất thích Viên Đinh nên đã mời cậu nên nhà ăn một bữa để trả ơn, nhưng khi ăn thì cả hai đều ngất đi vì Liên Sương đã bỏ thuốc vào. Cô cho biết Liên lạc cũng có bệnh về tim nên mới luôn áy náy và muốn phải cứu bằng được em gái. Cho nên cô chỉ có thể dùng máu của bản thân để trả ơn chị, khi cậu tỉnh lại, hai chị em đã đi đâu mất. Cậu chạy ra hồ tìm thì kết cục đã bị đảo ngược khi người ra đi lần này là Liên Sương. Cậu không thể chấp nhận bi kịch này nên đã xin một cơ hội nữa, viên DINH đồng ý và muốn xem cậu sẽ làm được gì. Cậu quay lại một lần nữa và lại tiếp tục việc ngày ngày ở cạnh giúp đỡ Liên Lạc, nhưng lần này cậu để mọi thứ trôi đúng như khi viên đinh kia làm và rồi đến lúc Liên Sương định động thủ với chị thì cậu đã chạy vào ngăn cản và nói ra sự thật rằng Liên Lạc đã cố ý để cô hận chị gái, cậu thành công cứu được hai chị em, nhưng kết cục là vẫn chẳng thay đổi được gì vì đó đã là chuyện trong quá khứ và dù làm gì thì cậu không khiến một trong hai người sống lại, nhưng Liên Sương cho biết cô rất cảm kích cậu vì đã cố cứu rỗi cô, cho nên giờ cô sẽ không trốn tránh nữa. Cô đã tặng Viên Đinh một nụ hôn nhưng Viên Đinh kia vẫn cố gắng cản đường cậu. Liên Sương cho rằng Viên Đinh của cô sẽ không giống hắn và dù cậu không thể thay đổi quá khứ của cô nhưng ngoài kia vẫn còn tương lai cho cậu thay đổi vì ai nấy đều muốn cậu trở về liên sương đã đẩy cậu ra khỏi không gian ý thức hỏa long cũng xin đi theo và chỉ cần trở lại như cũ thì nó sẽ nghe theo viên đinh cậu cùng hỏa long trở về từ dưới đáy hồ và cho lạc nhật một cú hắn đã đứng dậy để tiếp tục chiến đấu ba cô gái và con rồng đã nóng máu mà lên trước còn liên sương quyết định cho viên đinh năng lực của cô cô đã hợp thể với cậu lạc nhật không muốn để điều đó xảy ra nhưng đã quá muộn cậu lần này có thể cử động nhịp nhàng hơn so với lúc kết hợp với Mạc Phi. Cậu đã tung những đòn hệ thủy ra và thành công đóng băng được Lạc Nhật. Cậu biết nó sẽ chỉ cầm chân hắn được vài phút, nhưng là đủ để cậu đi xử lý đám kia. Một tên định tấn công Nguyệt Phàm thì cậu đã lao đến đóng băng và ném hắn đi. Cậu cũng chạy đến tấn công tên thứ hai đang chơi đùa với Mạc Phi. Cậu tung nhiều dòng nước vào hắn và đóng băng lại. Chỉ còn một tên nữa đang gây sự với Hỏa Long và An Kỳ. Cậu cắt đi dây chói và rồi lao đến cho tên kia một vé tẩm quất toàn thân. Cậu rút nốt tên này xuống nước và quay lại xử lý Lạc Nhật. Hắn thoát ra và quyết định sẽ không khinh địch như lần trước, nhưng Viên Đinh cũng không xem thường hắn mà còn gọi luôn cả Mạc Phi đến kết hợp chung và tập ra bộ ba hợp thể, cậu khiến hắn phải quỳ xuống và sau đó thả cho hắn di chuyển. Hắn lao vút đến cậu thì Viên Đinh đã rút ra một cây đinh ba để chặn đòn. Cả hai trao đổi chiêu thức một lúc thì Viên Đinh đã sút hắn ra. Cậu tạo ra hàng đống vòng phép và bắn băng tên về phía Lạc Nhật hắn cố chặn nhưng không thể chặn hết nên đành dùng chiêu và tạo ra vài cái bản sao để chiến đấu phụ nhưng dù cố gắng thì sức mạnh vẫn quá chênh lệch lạc nhật bị sút về cầu và viên đinh định kết liễu bằng quả cầu này thì an kỳ đã đứng ra bảo vệ cho hắn cậu đành ném quả cầu lên trời và trở về ba cá thể như ban đầu an kỳ cho rằng cả hai chẳng có lý gì lại đi đánh nhau cô cũng không muốn lạc nhật chết nên xin hắn đừng chiến đấu vô nghĩa nhưng hắn không đủ can đảm để nhận lấy sự quan tâm từ an kỳ nên đã đứng dậy bỏ đi cô vẫn muốn gặp lại an kỳ nhưng hắn cho rằng hắn sẽ chỉ khiến cô hối hận đột nhiên mặt hồ bắt đầu xuất hiện biến động và một cây sen khổng lồ mọc lên liên xương cho biết cô đã ở đây quá lâu nên giờ buộc phải trả lại cuộc sống cho chị gái cô sẽ ở lại đây và hy vọng sau này sẽ còn gặp lại cả nhóm cô cũng chúc Mạc phi sớm tìm kiếm sự tự do mà cô muốn còn với nguyệt phàm cô cho rằng em gái kết nghĩa sẽ sớm tìm được hạnh phúc ở viên đinh như cô đã từng Nguyệt Phàm hứa điều đó và rồi ai nấy cũng đều đã trở về nên họ thuộc về. Liên Sường thì về với bộng sen, Nguyệt Phàm thì về lại cuốn từ điểm. Mạc Phi cũng muốn cậu phấn chấn lên và cùng cô thực hiện lời hứa xây dựng lại thế giới lý tưởng và rồi vào lại sách. Cậu cũng đến gặp An Kỳ và muốn cô tiếp tục lên đường. Cả hai lên lưng hỏa long và An Kỳ giờ mới nhận ra mọi người là yêu tình. Tình cờ thay thì cô cũng có một hạt giống mà lâu giờ luôn giữ trong người khiến viên đinh bị sốc khi giờ mới nói ra. Phim đến đây cũng là kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại.